Xin chào các bạn, hôm nay Hoàng sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái vòng hòa âm ở tông la thứ mà các bạn có thể sử dụng vòng hòa âm này để làm intro cho các bài ở tông la thứ với điệu xìa lô sọt, hay các bạn còn hay gọi đó là điệu ballad. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hướng dẫn. Vòng hòa âm này gồm có 4 ô nhịp. Bây giờ chúng ta sẽ tập theo từng ô nhịp. Ô nhịp số 1 đầu tiên đó là hợp âm la thứ. Đây là hợp âm la thứ. Và chúng ta đàn như sau, đầu tiên đó là nốt bass là, và ở dây số 2 chúng ta có nốt mi, xuống dây số 1 đố si, hợp âm la thứ. Sau đó chúng ta chuyển sang hợp âm đô trưởng. Các bạn biết đây là hợp âm đô trưởng, bấm như thế này cũng là đô trưởng, nhưng ở đây đô trưởng mà chúng ta đàn bass là nốt mi, và chúng ta có mi đô sol. Vậy toàn bộ ô nhịp số 1 như sau. Ô nhịp số 2, hợp âm pha trưởng. Chúng ta có hợp âm pha trưởng như sau. Nốt pha ở dây số 4 và ngăn số 3. Đô ở dây số 3, ngăn số 5. Xuống dây số 1, lá. Và dở ngón này lên, chúng ta được sol. Có nghĩa là ngón số 1 các bạn phải chặn từ dây số 4 xuống dây số 1. Vậy hợp âm pha trưởng chúng ta đàn như sau. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang hợp âm đô trưởng. Nhưng đô trưởng ở đây cũng là bass mi, cho nên chúng ta có bass mi ngay chỗ này. Mi, son, đô. Toàn bộ ô nhịp số 2 như sau. Ô nhịp số 3, hợp âm rê thứ. Ba nốt như thế này, hoặc các bạn có thể đàn nguyên 4 nốt hợp âm rê thứ cùng một lúc, hoặc là rải. Sau đó các bạn pull nốt ngón số 1 ra và lên dây số 2, rê đô. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang hợp âm son trưởng, son, son, si. Toàn bộ ô nhịp số 3 như sau. Và ô nhịp cuối cùng, ô nhịp số 4, hợp âm la thứ. Đầu tiên bass la, sau đó các bạn kéo slide xuống ngăn số 3, và các bạn giữ ngón số 2 này đưa lên ngăn số 5 ở dây số 3, đàn 3 dây cuối cùng. Có nghĩa là nốt đô, si, mi. Toàn bộ ô nhịp số 4 như sau. Vòng hợp âm này đơn giản chỉ có 4 ô nhịp như vậy thôi. Nếu như ngắn thì các bạn có thể lặp lại 2 lần thì thành 8 ô nhịp. Các bạn có thể áp dụng như sau. Ví dụ như các bạn đệm điệu xìa lô sọt. Thì các bạn có thể áp dụng vào. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký channel của mình để không bỏ sót các video mà Hoàng đã đăng lên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.